Các bạn thân mến, để tiếp tục cái buổi review sản phẩm hôm nay thì Kim Khoa muốn gửi đến các bạn một dòng sản phẩm mang tên là đèn pha năng lượng mặt trời với công suất là 300W. Thì với cái dòng đèn này thì một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm một bộ đèn và một tấm pin là tấm pin poly. Và đi kèm thì nó sẽ là có một bộ ốc vít và một cái remote để điều khiển. Thì các bạn có thể thấy đèn này nó cũng sẽ được bao bọc bởi một lớp kính cường lực ở phía bên ngoài để bảo vệ cái chip led bên trong, và phía sau của đèn là cái vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện chống oxy hóa, kết hợp cùng với các đường răng như thế này thì giúp đèn là tản nhiệt tốt và tiếp xúc với cái môi trường cũng sẽ được tốt hơn và chống ứ động nước ở cái phía sau này. Thì với cái dòng đèn này thì tổng cộng số chip led của đèn sẽ là 360 chip led phân 4 đều trên 4 khuôn khoang mắt led như thế này. Thì chip led với tổng cộng số chip led cao đến như vậy thì nó giúp đèn là cái hiệu suất chiếu sáng của đèn sẽ cao hơn. Và pin là sử dụng là pin lithium, vị trí pin sẽ nằm ở vị trí này và dung lượng pin sẽ là 33.000 mAh. Với cái dung lượng pin cao như vậy thì giúp đèn tuổi thọ của đèn sẽ được cao hơn và sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng được tốt hơn. Thì với cái dòng đèn này thì các bạn có thể sử dụng là chiếu sáng ra những cái con đường phố lớn, hay là ở con đường ở xã, ở tỉnh, hay là những cái đoạn đường nông thôn mới, những cái đoạn đường mà chưa có dòng điện hòa lưới. Thì với cái độ sáng cao cùng với dung lượng pin là cao thì nó sẽ giúp cho là đèn là hiệu quả chiếu sáng của đèn sẽ được tốt hơn và sẽ đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng của người tiêu dùng. Đây là mình đã nói sơ về bộ đèn, thì mình sẽ nói về cái tấm pin. Thì pin cũng sẽ sử dụng là pin poly, thì nó sẽ đi kèm pin, nó sẽ có một cái thanh chịu ôm như thế này thì giúp cố định cái tấm pin khi mà chúng ta lắp đặt lên. Và với pin thì cái bộ dây của pin sẽ đi theo, nó là dây nó sẽ dài 5m. Thì với cái dòng đèn này thì đèn các bạn có thể đặt ở trong khuôn viên gia đình, sân vườn hoặc là hồ bơi, hành lang. Còn tấm pin là mình sẽ đặt ở nơi mà hứng được chọn với ánh nắng mặt trời. Thì với bên mình thì công ty mình khuyên các bạn là nên đặt tấm pin ở là vị trí là góc nghiêng 30 độ. Tại sao mình đặt ở góc nghiêng 30 độ thì giúp cho là khi mà bụi bẩn nó bám ở trên cái bề mặt của cái kính cường lực của tấm pin thì theo dòng nước là nó sẽ trôi bụi bẩn đi, chúng ta sẽ giảm được bớt cái thời gian mà lau chùi. Và nên đặt vào hướng nam, thì với hướng nam thì nó sẽ hứng chọn được ánh sáng nguyên một ngày, thì giúp cho cái sạc pin nó tốt hơn, thì nó sẽ giúp cho cái tấm pin nó truyền tải cho đèn nó sẽ được cao hơn. Thì với cái tấm pin này nó sẽ cũng được cấu tạo bao bọc bởi một cái khung nhôm chắc chắn ở phía bên ngoài, và phía trên cũng là một lớp kính cường lực, thì nó giúp cho cái tấm đèn khi mà tấm pin khi mình đặt ngoài trời nó sẽ chịu được những cái tác nhận ở ngoài trời giống như là mưa nắng hay là những thời tiết thất thường, thì tấm pin nó vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Thì về cái cách sử dụng thì với cái dòng đèn này mình có thể sử dụng theo hai cách. Thứ nhất là về cảm biến và ánh sáng, và thứ hai là mình sử dụng một remote để điều khiển. Thì với cái dòng đèn này, cái remote thì các bạn, nếu các bạn để ý, các bạn có thể thấy là nó sẽ khác so với các remote lúc trước mà Kim Khoa giới thiệu. Thì với cái remote này nó cũng sẽ có một cái nút on là để mở đèn, nút off và tắt đèn. Và các cái nút này sẽ là nút là độ sáng 100%, này là độ sáng 50%, nút này là giảm độ sáng và đây là tăng độ sáng. Và nó cũng sẽ có các nút và hẹn giờ, đó là 6 giờ và 8 giờ. Và cái nút đây là auto là nằm ở phía này. Cuối cùng nó sẽ giúp chúng ta, đây là nút mà các bạn có thể biết, đây là nút tự động. Là mình khi bật cái nút này lên thì đèn sẽ tự động sáng vào ban đêm, sẽ tự động tắt vào ban ngày. Và cái nút 3 giờ, cái nút là 3 cộng 3, 4 cộng 4 và 4 cộng 6. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là 3 tiếng đầu là đèn nó sẽ sáng liên tục cho các bạn, và 3 nút sau sẽ biến sáng theo cảm biến. Nãy Kim Hoa quên giới thiệu, đây là ở nút giữa đây nó sẽ là nút là cảm biến tự động. Và 3 nút 3 cộng 3 có nghĩa là 3 tiếng đầu sẽ sáng liên tục, 3 tiếng sau sẽ sáng cảm biến, và 4 tiếng đầu sẽ sáng liên tục, 4 tiếng sau sẽ sáng cảm biến, và 4 tiếng đầu sáng liên tục và 6 tiếng sau sẽ sáng cảm biến như chúng ta. Thì sau đây Kim Hoa sẽ test về độ sáng của đèn, các bạn có thể nhìn này, cho các bạn có thể nhìn rõ hơn. Sẽ để độ xuống nhiệt, các bạn nhìn thấy về độ sáng. Đây là sáng 100%. Và đây sẽ là sáng 50%. Các bạn có thể thấy về độ sáng là nó sẽ hạ xuống một bậc. Và đây là sáng 100%. Và cái nút này sẽ là giảm độ sáng này. Nó sẽ giảm từ từ, nên là quý khách hàng có thể là điều chỉnh ánh sáng phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của mình, là tăng độ sáng lên. Đây, chúng ta sẽ tăng từ từ cho các bạn có thể thấy. Đây, và khi mình bật nút auto này là đèn nó sẽ chớp một cái để cho chúng ta có thể biết là đèn nó nhận được cái tín hiệu là nó sẽ là nguyên ngày hôm sau, là nó sẽ giống như vậy. Nên là khi về mua về sử dụng thì các bạn có thể là set up một lần thôi là có thể ngày hôm sau là các bạn có thể sử dụng được.
Còn về cái mà mình muốn hẹn giờ thì mình sử dụng remote, còn không thì các bạn chỉ xếp đặt đúng một lần. Và đây là cái đầu dây của đèn và đây là đầu dây của tấm pin. Thì khi mình sạc pin thì mình lúc mà mình đặt đèn lên xong rồi mình sẽ xếp lắp đặt đèn như thế nào, mình sẽ nối hai đầu dây lại với nhau. Đây thì mình sẽ nối đầu dây đây, các bạn có thể thấy. Đây, riêng về dòng đèn này nó sẽ thêm được một cái, các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái bảng điện tử khác với cái dòng đèn lúc trước. Kim Hoa có giới thiệu các bạn là nó sẽ không có một cái bảng điện tử như ở đây. Thì cái bảng điện tử này giúp cho các bạn có thể biết được là cái phần trăm pin còn lại của đèn là bao nhiêu. Nó rất là tiện lợi cho chúng ta. Và khi mà Kim Hoa rút cái chui đèn ra là đèn sẽ tự động sáng lên. Có nghĩa là đèn hiểu là trời tối là đèn sẽ sáng lên, là không được sạc là đèn sẽ sáng lên. Thì với cái dòng đèn này thì bên công ty Philips đang áp dụng chính sách là bảo hành 2 năm cho quý khách hàng. Thì ngoài thời gian bảo hành thì ví dụ đèn có bị lỗi thì các bạn có thể gửi dòng sản phẩm về địa chỉ của công ty, đó là 89 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Thì bên đây có một cái xưởng, là bên mình có thêm một cái xưởng chuyên gia công và lắp ráp. Thì với các linh kiện luôn luôn có sẵn thì sẽ xử lý và sau đó sẽ gửi trả đơn hàng về cho quý khách hàng. Hoặc ngoài ra thì các bạn có thể là tư vấn với họ, các bạn có thể là liên hệ qua số điện thoại là 0989883872. Với các sẽ có các bạn nhân viên sẽ tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn, hoặc là truy cập vào website đó là thanhdienviet.com thì bên mình sẽ giải đáp và trả lời cho các bạn những cái thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ về qua hai cách đó. Thì trước khi mà các bạn nhận được dòng sản phẩm thì bên công ty mình khuyên các bạn là nên là mở sản phẩm ra kiểm tra. Thì bên mình là luôn luôn là sợ là khi là trong quá trình vận chuyển thì các bạn hàng nó sẽ bị hư hỏng hay là bị bể vỡ, thì các bạn có thể kiểm tra dòng sản phẩm. Nếu như mà hàng bị bể vỡ hay là nó không đúng như các mẫu các bạn có đặt thì các bạn có thể gửi về bên công ty mình và công ty mình sẽ gửi trả lại cái sản phẩm mới này cho các bạn. Thì hôm nay là Kim Hoa giới thiệu đến các bạn thì mong sẽ giúp ích được các bạn rất là nhiều. Thì nếu các bạn có những cái thắc mắc nào thì các bạn hãy gửi về và bên Kim Hoa sẽ giải đáp cho các bạn. Thì video của Kim Hoa đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.